Xin chào tất cả mọi người, mình là Diệu Ý. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến một phiên chợ vô cùng đặc biệt được diễn ra tại chùa Sang Vơ, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Đây là nơi mà mọi người có thể mua được tất cả những mặt hàng chỉ bằng những chiếc lá. Do là gần Tết nên số lượng gian hàng đợt này cũng giảm khá nhiều so với những lần trước, nhưng không khí hôm nay vẫn vô cùng nhộn nhịp. Chợ lá thường được diễn ra khoảng 1-2 tháng một lần do tổ từ thiện quận Ô Môn tổ chức. Địa điểm thì thường là các chùa ở trong nội ô thành phố Cần Thơ và thường không cố định. Đây là những hình ảnh các cô chú đang tất bật chuẩn bị trước khi phiên chợ bắt đầu. Và bây giờ thì hãy cùng Ý khám phá phiên chợ này nhé. Thank you.